Turismo có thể bay trong một thời gian ngắn phía trên đường đua. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm lúc này nếu bạn là một fan hâm mộ của khoa học viễn tưởng phim của tương lai như Battlestar Galactica và Star Wars, bạn đã quen thuộc với hoverbike. Hoặc xe đạp đơn giản là bay. Tôi đoán vậy, việc nhìn thấy những chiếc hoverbike trong các bộ phim giới thiệu xã hội tương lai và bán nhân loại là điều bình thường. Nhưng nhìn thấy họ trong đời thực có thể là một điều thú vị, siêu kỳ lạ, cái quái gì vậy bạn có thể đặt tên cho điều đó. Vì vậy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi công ty khởi nghiệp Nhật Bản Ali Technology đã giới thiệu chiếc hoverbike Turismo của mình vào tuần trước và thể hiện khả năng bay cách mặt đất vài mét trên đường đua Tokyo. Vì vậy, làm thế nào nó hoạt động? Về cơ bản, Turismo là những gì sẽ xảy ra khi bạn đặt một chiếc mô tô lên trên nền tảng máy bay, và điều này khiến nó trở thành VTOL, nghĩa là một chiếc máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng. Chiếc hoverbike cũng là một chiếc hybrid lấy sức mạnh từ một động cơ thông thường và bốn động cơ điện. Nó có khả năng bay nhờ một bộ cánh quạt, hai cánh quạt chính nơi có bánh xe và bốn cánh quạt phụ ở mỗi góc đóng vai trò như bộ ổn định. Turismo đủ tiêu chuẩn là một máy bay siêu nhẹ, có nghĩa là bạn không cần phải là một phi công được chứng nhận để lái nó. Sự khởi đầu của lưu động hàng không đô thị, tôi sẽ không nói vậy đâu. Nhưng chúng ta cũng có thể đang chứng kiến những mầm mống của một mô hình tương lai xa, rất xa. Đối với những người mới bắt đầu, Turismo hầu như không cung cấp một hiệu suất nổi bật. Người lái xe, hay tôi nên nói là phi công, di chuyển chậm chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của chiếc xe được ước tính đạt 100 km/h đầy tham vọng, với thời gian bay dự kiến từ 30 đến 40 phút. Điều đó chắc chắn là tuyệt vời cho một phương tiện bay thực tế, nhưng vẫn chưa đủ tốt để thay thế các phương tiện di chuyển khác. Ý tôi là, chỉ cần tưởng tượng mức độ lo lắng bạn sẽ nhận được nếu bạn phải dừng lại sau mỗi nửa giờ. Và bên cạnh đó, nó thậm chí còn không được phép chạy trên đường. Đặt ra câu hỏi về nơi bạn khởi động và hạ cánh. Nó có hợp pháp không? Chắc chắn không? Không phải ở Nhật Bản hay bất cứ nơi nào trên thế giới cho vấn đề đó. Đơn giản là không có khuôn khổ quy định nào liên quan đến loại phương tiện này bởi vì chúng tôi thực sự chưa có chúng. Và tất nhiên, thật khó để tưởng tượng rằng trừ khi tất cả các phương tiện đang bay, chúng ta có thể nhìn thấy một chiếc hoverbike thản nhiên cưỡi trên phương tiện giao thông bình thường. Hiện tại và trong nhiều năm tới, Turismo chỉ có thể được sử dụng trong các tài sản tư nhân và đường đua. Bạn có thể nghĩ rằng sở hữu một tài sản lớn để lái hoverbike hoặc thuê một đường đua mỗi khi bạn muốn bay với mô tô của mình là một vấn đề tốn kém. Và bạn hoàn toàn đúng. Nhưng Turismo đi kèm với thẻ giá $680,000, có nghĩa là công ty khởi nghiệp đang giải quyết rõ ràng những khách hàng không phải lo lắng về đang đi chi tiêu thêm một dặm. Nó tốt để làm gì? Ý tưởng là, một khi Ali Technology đã bán và phân phối 200 chiếc Limited Edition đầu tiên, thì hãng sẽ có thể cung cấp một phiên bản giá cả phải chăng hơn. Đổi lại, phiên bản này có thể được sử dụng bởi các đội cứu hộ để tiếp cận các địa điểm không thể tiếp cận được theo CEO của công ty khởi nghiệp. Trên thực tế, ý tưởng về một chiếc xe đạp bay có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp không phải là điều mới lạ. Vào năm 2019, công ty Jetpack Aviation của Mỹ đã công bố sự phát triển của chiếc xe đạp bay quân sự thương mại của mình, Speeder. Speeder được hình dung để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp trong môi trường quân sự bao gồm vận chuyển nhân viên y tế, bệnh nhân và vật tư nhanh hơn, đặc biệt là ở những khu vực không thể sử dụng trực thăng. Nó tốt để làm gì? Ý tưởng là, một khi Ali Technology đã bán và phân phối 200 chiếc Limited Edition đầu tiên, thì hãng sẽ có thể cung cấp một phiên bản giá cả phải chăng hơn. Đổi lại, phiên bản này có thể được sử dụng bởi các đội cứu hộ để tiếp cận các địa điểm không thể tiếp cận được. Theo CEO của công ty khởi nghiệp, trên thực tế, ý tưởng về một chiếc xe đạp bay có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp không phải là điều mới lạ.
Vào năm 2019, công ty Jetpack Aviation của Mỹ đã công bố sự phát triển của chiếc xe đạp bay quân sự thương mại của mình, Speeder. Speeder được hình dung để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp trong môi trường quân sự bao gồm vận chuyển nhân viên y tế, bệnh nhân và vật tư nhanh hơn, đặc biệt là ở những khu vực không thể sử dụng trực thăng. Nhìn chung, phỏng đoán sơ bộ của tôi là tôi sẽ chết từ lâu trước khi xe đạp bay trở thành thương mại trong đời thực. Nhưng ít nhất tôi rất vui mừng vì tôi còn sống để chứng kiến thử nghiệm sơ bộ của chúng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.